Nhện. Kỳ sinh được liệt kê vào hàng ngũ những loài có giác quan và khả năng phán xạ xuất chúng nhất trên hành tinh này. Lý giải trên cơ sở khoa học, người ta định nghĩa rằng chính những sợi lông siêu nhỏ của nhện có thể giúp chúng nhận biết các chuyển động dù là nhanh nhất. Cứ thế, từ điện ảnh cho đến cả những cuốn truyện tranh đình đám, hình ảnh chú nhện luôn được gắn mác là một sinh vật sở hữu siêu năng lực mà bao người mơ ước. Ấy thế mà, trong làng túc cầu đương đại, đang tồn tại một con người bình thường, thậm chí là rất đổi bình thường, vì anh chưa từng tham gia một bộ phim điện ảnh hay truyện tranh nào kỳ ảo như vậy, cũng chẳng sở hữu cho mình một bộ lông nào ma mị đến như thế. Nhưng anh lại luôn được những con tim yêu bóng đá gắn cho cái mác người nhện. Họ xem anh là con nhện dày dạn kinh nghiệm nhất, một con nhện tiêu biểu trong bầy nhện đương thời. Vâng, chúng ta đang ví von bằng những mỹ từ dành cho Gianluigi Buffon, thủ môn huyền thoại của bóng đá Ý. Nghe Buffon đeo găng, anh đã khiến các tiền đạo khóc thét bởi cái uy cùng với tài năng quá lớn của mình. Và mới đây, gã găng thủ trạc ngoài 45 với bộ râu và mái tóc bạc màu sương gió vừa khiến người ta phải rưng lệ khi anh nói lời giả biệt bóng đá. Làm sao thế này? Tiếc cho một lão tướng 45 ư? Không, có lẽ là không. Chúng tôi tiếc cho một tài năng xuất chúng. Chúng tôi tiếc vì không được nhìn huyền thoại này bay lượn một lần nữa. Và cũng có thể là chúng tôi yếu lòng vì chưa được nhìn thấy Gianluigi Buffon ăn mừng bên những chai champagne Champions League. Nói chính xác, tuổi 45 không phải là cái tuổi để người ta còn chơi bóng. Nó đã qua cái tầm chơi bời của một chàng thiếu niên thích khám phá. Nó cũng chẳng phải độ tuổi vàng son để một con người bắt đầu bước ra ánh sáng. Ấy thế mà, mỗi khi Buffon bước ra dưới ánh đèn của sân cỏ, mỗi khi anh xỏ từ ngón tay của mình vào bộ găng ống ánh, lại là những lúc ánh đèn sân khấu buộc phải chiếu vào anh. Một gã đã đi hơn nửa đời người vẫn khiến cho hàng triệu trái tim yêu bóng đá cuồng say rực cháy. Nguồn năng lượng vĩnh cửu của Gianluigi Buffon không sản sinh từ những thứ vật chất tầm thường, mà nó được nuôi nấng, được bao bọc bởi sự yêu thương của người hâm mộ. Chẳng cần nó đâu xa, nhìn vào V-League, hãy thử tìm xem đâu là thủ thành còn chơi bóng chuyên nghiệp trạc tuổi 45. Chẳng bao giờ có cả. Đi xa hơn một chút đi, Premier League, nơi mà ngọn nguồn sống dữ của túc cầu giáo, người ta cũng chẳng thể tìm được một ai lớn tuổi như vậy, còn đeo găng và bay lượn trong khung gỗ. Ấy vậy mà tại nước Ý, nơi từng được xem là cây rốn của vũ trụ bóng đá, vẫn tin tưởng, vẫn đặt niềm tin cho một lão tướng 45. Có thể nhiều người coi đây là một niềm tin mù quáng, một sự cả nể vì những hy sinh và đức độ của Buffon cho cả nền bóng đá quê hương. Nhưng nếu bạn có dịp xem trọn một trận đấu của Buffon, bạn sẽ bị đánh tan đi cái suy nghĩ đầy tính phiến diện đó. Nhìn anh bay lượn khi mái tóc đã bạc màu sương gió, người ta vẫn thấy được ngọn lửa trong ánh mắt của anh. Ngọn lửa hừng hực đủ giết chết bất kỳ một ý chí nhỏ nhoi nào của các tiền đạo đang muốn xuyên thủng màn lưới sau lưng của thủ thành huyền thoại này. Ở Ý, người ta không xem Buffon là một thủ môn, cũng chẳng gắn anh với cái mác những nhan sưng mỹ miều của những người gác đền khác. Buffon đơn giản không làm nhiệm vụ, mà việc ngăn bóng bay ra phía sau lưng mình đã như hòa làm một với dòng máu đang chảy trong huyết quản của anh. Nói một cách chính xác, Buffon là thủ lĩnh của số phận. Số phận trêu đùa anh, anh vẫn sẵn sàng tiếp đạn. Buffon chẳng ngán ngại bất kỳ một đối thủ nào, cũng chẳng phiền hà gì mà ngoảnh mặt với những thất bại. Còn nếu số phận rải cho anh một tấm thảm đỏ, gã găng thủ 45 tuổi luôn biết cách làm sao để phô ra một bộ đồ lộng lẫy nhất khi bước đi trên chiếc thảm đó. Tiếc là giờ chiếc thảm đó đã bị cuốn lại. Những trò đùa của số phận, âu cũng đã là chán nản khi cứ mãi trêu đùa với gã này. Mà ngược lại, khi mùa hè chuyển nhượng đang diễn ra vô cùng sôi nổi, Gianluigi Buffon bất ngờ giã từ cuộc chơi, nơi mà anh đã góp phần định nghĩa lên những hình thù hiện đại của môn thể thao này, nơi mà người ta phải tôn sùng Buffon như một bậc vĩ nhân. Chỉ có thời gian là không biết nịnh nọt ai bao giờ. Thời gian đã mách bảo rằng Buffon đã đến lúc treo găng và nghỉ ngơi. Ở tuổi 45, anh không còn duy trì được thể trạng tốt nhất. Thủ thành sinh năm 1978 đã gặp chấn thương triền miên vào mùa giải trước. Anh chỉ chơi vỏn vẹn 17 trận cho Parma. Bên cạnh đó, việc Parma không thể giành quyền lên chơi Serie A cũng là một trong những nguyên nhân khiến Buffon quyết định giải nghệ. Có thể nói, mỗi lần xem Buffon, ta lại cảm thấy một bức tranh trầm mặc của bóng đá.
Nếu như hoàng hôn lột tả toàn cảnh của một ngày dần khép lại, thì Buffon tượng trưng cho buổi hoàng hôn tuyệt đẹp nhất của thời đại, thứ mà luôn dang dở, luôn khiến cho trái tim ta phải thổn thức, để rồi khi nó dần liệm đi vào bóng đêm, người ta chỉ biết gục xuống vì vô vàn tiếc nuối. Nhìn lại sự nghiệp của Buffon, vẫn luôn khiến người ta cảm thấy một cái gì đó thiếu thiếu. Jean-Louis Buffon sinh ra ở Carrara vào một ngày đầu năm 1978, trong một gia đình có truyền thống thể thao. Tuy nhiên, ít người liên quan đến bóng đá, chỉ có người em họ của ông nội Lorenzo Buffon là theo nghiệp thủ môn. Nghe đến đây, ta bắt đầu thấy được sự chệch choạc trong hành trình phát triển sự nghiệp của chàng thủ môn huyền thoại này. Những người hâm mộ bóng đá Ý vào những năm 90 vẫn nhớ đến Buffon từ những ngày đầu khởi nghiệp trong màu áo Parma, bắt đầu vào ngày 19 tháng 11 năm 1995. Với Crociati, Buffon đã giành được UEFA Cup năm 99 và sau đó chuyển sang đội quân Juventus. Để rồi khi nhắc lại, cả Juventini luôn tự hào rằng mình từng sở hữu một báu vật quốc gia, một tài năng mà họ chẳng bao giờ hối hận khi mang anh về với cái giá kỷ lục hơn 50 triệu euro thời điểm đó. Chúng ta nên biết rằng mức giá hơn 50 triệu euro giai đoạn năm 2001 là một con số không tưởng. Juventus đi ngược lại với số đông, họ mua một cầu thủ chơi ở vị trí mà người ta chưa bao giờ định giá quá cao. Ấy thế, chính nhờ sự ngược ngạo đó mà lão phu nhân đã gặt hái vô vàn thành công từ chữ ký này. Với Gianluigi Buffon, sự tự tôn của anh chưa bao giờ bị nghi ngờ. Và ngay lập tức khi chuyển tới đội bóng thành Turin, Buffon đã nhanh chóng trình diễn những pha phản xạ, những tình huống bay người khiến khán giả phải há hốc mồm vì họ không thể tưởng tượng ra được. Tôi dám cá rằng nếu lồng những pha bay người của Buffon vào những bộ phim điện ảnh hành động đình đám, nó sẽ đạt hơn rất nhiều và nó cũng sẽ kịch tính hơn, không kém gì những tình huống bay người bắn súng giữa bom rơi đạn nổ. Cứ thế, sau ngần ấy năm thăng hoa cùng Juventus, Buffon đã mang về cho họ biết bao vinh quang mà hiếm một đội bóng nào tại Serie A từng trải qua. Tại đây, chàng thủ môn này giành 10 chức vô địch Serie A và 3 lần lọt vào trận chung kết Champions League. Nhưng tiếc thay, tất cả đều thất bại. Có lẽ một người như Buffon thì rất hiếm khi bị khuất phục. Anh kiên cường, bản lĩnh và có tố chất của một thủ lĩnh đầu đàn. Ấy thế mà, thủ môn được cả thế giới ca tụng đã phải đầu hàng trước chiếc cúp tài vòi giành giả. Đó cũng là một niềm tiếc nuối không nguôi với những người hâm mộ Buffon. Thậm chí, sau trận chung kết Champions League 2017, nhiều người hâm mộ Real Madrid còn phải khẳng định rằng họ cảm thương cho số phận của Gigi và nếu được, những cổ động viên này cũng sẵn sàng dành tặng chiếc cúp mà họ vừa mới có được cho thủ môn người Ý. Bởi với các Marinista ngày hôm đó, họ hiểu mình chỉ mới đánh bại được Juventus. Còn riêng với Buffon, anh vẫn là một điều gì đó quá đỗi đặc biệt. Thế nhưng, ai trên đời này có thể quay ngược thời gian? Người Pháp nói rằng, với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai. Với Buffon, anh đã không còn ở cái tuổi mộng mơ của thuở thiếu niên, nên hiểu rằng những sai lầm không thể nào sửa chữa được. Người hùng một thuở chỉ biết cúi đầu chấp nhận số phận, chấp nhận sự đắng cay của định mệnh đã gắn chặt với sự nghiệp của anh. Hình ảnh Buffon rưng rưng đỏ mắt sau trận chung kết với Barcelona hay Real Madrid sẽ còn mãi ám ảnh những người hâm mộ của anh và khiến cho trái tim của họ rỉ máu mỗi khi nhớ về. Dù không có một bản khế ước nào, nhưng rõ ràng thế giới này nợ anh một chiếc Champions League. Và biết đâu đó, việc Buffon cứ miệt mài chơi bóng đến cái tuổi U50 này cũng là cách cuối cùng mà anh có thể níu vớt hy vọng số phận một lần mỉm cười với mình. Buffon cứ chờ đợi, Buffon cứ cố gắng, nhưng thời gian thì không. Nó từ chối gia hạn người cận vệ già. Nó buộc anh phải chấp nhận một sự thật rằng anh sẽ giải nghệ mà không có một chiếc Champions League nào cả. Chỉ vừa mới đây, nhưng có cảm giác việc Buffon rời khỏi vị trí gác đền mãi mãi khiến cho làng túc cầu này có một cái gì đó trống vắng. Làm sao mà người hâm mộ còn có thể nhìn được những pha bay lượn, những tình huống phản xạ mà chỉ Buffon mới có thể mang lại? Phải nói thêm rằng, việc bay lượn hay cản phá đều là việc mà bất kỳ thủ môn nào cũng cần phải làm được. Nhưng với Buffon, anh đã nâng tầm nó lên thành một nghệ thuật. Trước mảnh lưới mà mình phải bảo vệ, Buffon là người có một cái đầu lạnh, lạnh nhất trong số những người có mặt trên sân. Buffon luôn thi đấu với sự kỷ luật cao mà người Ý đã dạy cho con mình ngay từ thuở mới tập đi, tập đứng
không sai một ly. Bay thì cũng chẳng bao giờ chệch quá vài xăng. Hình tượng Buffon phía trước khung thành có thể phát họa như một người cận vệ tốt nhất mà vùng đất hình chiếc ủng từng sản sinh. Mà đã gắn với hai chữ tốt nhất thì sẽ rất lâu nữa họ mới tìm được một người đủ tài, đủ tầm để khỏa lấp vị trí mà đôi găng già này để lại. Đã là cầu thủ bóng đá, có lúc vinh, ắt cũng đôi lần phải nhục. Gái trai quên mình bay lượn khắp các khung gỗ tại châu Âu, nếm trải đủ dư vị đắng cay ngọt bùi, rồi cũng đành phải chấp nhận lui về phía sau bức màn, nơi mà ánh sáng đã không còn rọi tới, nơi anh không còn nghe người hâm mộ hò hét, ca hát mỗi khi phô diễn những kỹ năng. Đồng thời, cũng là nơi mà anh sẽ rời xa những nỗi tiếc nuối khôn nguôi của bóng đá. Găng thủ tốt nhất mà bóng đá Ý từng sản sinh, cô hiếm của bóng đá đương đại, huyền thoại sống. Hay một mỹ từ nào tốt hơn để dành cho gã đầu bạc vẫn miệt mài nơi khung gỗ này chăng? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi đó. Thời gian sẽ tiếp tục chứng minh Gianluigi Buffon sẽ là một người rất đặc biệt. Anh sẽ mãi được nhớ đến như một trong những trụ cột vĩ đại của làng túc cầu. Anh hiên ngang đi vào ngôi đền của những huyền thoại, dù trong bộ sưu tập đồ sộ danh hiệu của anh vẫn thiếu đi chiếc cúp Champions League màu bạc ông ánh. Nhưng có sao đâu, trong chúng tôi anh vẫn là một tượng đài bất khuất, một gã vĩ nhân có đôi lần sốc nổi, để rồi khi người ta nhắc đến cụm từ một trong những thủ môn vĩ đại và xuất sắc nhất thế giới, chắc chắn phải đặt ra một câu hỏi: liệu so với Buffon thì hơn ở điểm gì? I lay my love on you, it's all I want.